Chào các bạn, thì hôm nay tôi sẽ nói về cái công cụ lập trình PIC CCS này. Và thì như chúng ta đã biết, để mà tạo được một bộ logic có sử dụng PIC quy ra thì CCS là công trình biên dịch, đúng không? Công trình biên dịch lập trình trong cái ngôn ngữ C. Đấy. Và cho vi điều khiển PIC hãng microchip thì vì cái chương trình này nó tích hợp của ba chương trình biên dịch chuyên biệt, có thể cho ra ba loại dòng bit khác nhau, đó là BCB dòng bit 12 bit và BCM dòng bit 14 bit, BH CH dòng bit là 16 bit. Đấy. Và tất cả ba trình biên dịch này được tích hợp lại thành một chương trình bao gồm cả soạn thảo và biên dịch là CCS. Phiên bản mới nhất của nó hiện nay ấy, PC phiên bản mới nhất nó hiện nay này. Chính là PC WM. Đấy. Và giống như cái trình biên dịch C khác dành cho bit thì CSS giúp cho người sử dụng có thể nắm bắt nhanh được cái vi điều khiển bit và sử dụng bit trong cái dự án. Các chương trình điều khiển sẽ được thực hiện nhanh chóng và đạt hiệu quả cao thông qua việc sử dụng ngôn ngữ cấp cao C. Và để thực hiện biên dịch chương trình, người ta bắt đầu tạo một bộ logic, ta sẽ thực hiện như sau. Đầu tiên các bạn bật CCS lên và các bạn vào logic, chọn new, chọn biên quốc gia, các bạn vào đây. Tôi sẽ chọn một logic. Logic gì? New Big Quinza, đúng không? Thì để mà tạo một logic trong CSS có nhiều cách. Có thể là logic Quinza hoặc là manual query, hay đơn giản là tạo một file mới và thêm vào các khai báo ban đầu cần thiết và buộc, đúng không? Ta có nhiều cách như thế. Ta chọn một logic. Đấy, thì nó sẽ hiện ra một cái file như thế này và yêu cầu là chúng ta nhập vào là tên file, lưu lại cái dạng mới. Và chúng ta lưu ý này, thì một điều chúng ta cần chú ý tạo một logic đó là khi mình tạo bất cứ một logic nào thì ta cần thêm cần nên tạo một cái mục mới liên quan đến một logic ta đã định làm để lưu file vào đó, đúng không? Khi lập trình biên dịch thì CSS nó tạo rất nhiều file khác nhau, do đó nếu để chung của tổ chức, chung các tổ chức trong một cái chuyên mục sẽ là rất là mất thời gian trong việc chúng ta tìm kiếm sau này. Đây cũng là một quy tắc chung khi chúng ta làm việc bất kỳ một người nào thiết kế mạng là lập trình. Tôi đặt tên nó này. Máy tôi hơi chậm. Chọn new. Đây, các bạn lưu vào đây. Để tên là bản thứ 2. Server là ok chưa? Thì khi mà các bạn server là nó sẽ hiện ra chương trình như thế này. Và tại đây thì các bạn sẽ nghiên cứu hộ công, đúng không? Nghiên cứu một tội các tác của nó. Các bạn mục đầu tiên của các bạn là tác generation. Generation là cho phép ta lựa chọn bit mà ta sử dụng và một số lựa chọn khác như là chọn con số thật an cho lần thiết lập bit config nhằm thiết lập chế độ hoạt động cho bit, đúng không? Đây. Cho phép thiết lập chế độ bit thì trong này có cái mục demise này, chúng ta có thể lựa chọn cái trình bit mà thông dụng
tên vi điều khiển PIC mà ta sử dụng trong dự án. Trong cái này thì tôi sử dụng cái chương trình PIC thông dụng đó là 16F87A kế giờ. Trong cái mục Register Web Key này đó là ta sử dụng cái tần số thả ngang. Tần số thả ngang ta sử dụng tôi chọn là 20 MHz và nói chung là tùy từng loại các bạn. Đây. Đây. Tôi chọn là tôi chọn 30 chẳng hạn. Đây tùy. Trong cái mục mà fuser này, trong mục fuser này, trong mục con trò tôi đang lựa chọn này là nó thiết lập các pick như là config như là chế độ dẫn đầu, chế độ bảo vệ hay nó cách khác là mục này là nó thiết lập pick con config như là chế độ bảo vệ quốc thì trong cái mục tiếp theo nữa, trong cái mục chúng ta phải chọn cái kiểu con trò RAM là 16 bit hay là 8 bit, đúng không? Kiểu con trò RAM, ok chưa? Và cái tab thứ hai chúng ta cần phải tìm hiểu là combination scheduling, thì cái tab này nó liệt kê các giao tiếp nối tiếp mà con bit hỗ trợ thường là RS232, IC, IAC cùng với lựa chọn thiết lập chế độ hoạt động cho từng loại giao tiếp. Đây, tab này cho phép liệt kê. Đầu tiên là giao tiếp RS232 thì mỗi một vi điều khiển nó hỗ trợ công, nó đều hỗ trợ điện thoại truyền thông RS232 đúng không? Chuẩn. Và cái tab này nó cho phép ta lựa chọn chân RX, chân TX, tốc độ đo. Tốc độ đo và ta tích. Giao tiếp tiếp theo mà chúng ta cần tìm hiểu là giao tiếp IAC, thì để sử dụng giao tiếp IAC ta tích vào các nút chọn user, đây bạn tích vào user IAC đây, thì khi đó ta lựa chọn chân HAD, ta lựa chọn SCL, tốc độ truyền một truyền đây, flow là chậm, thông thường ta cũng để mặc định flow cho nó nhanh, đúng không? Chế độ meter scaler, đây. Đây, chế độ địa chỉ, chế độ địa chỉ cho scaler, đây.
không dùng SPI và ngược lại. Ở đây là có một chú ý như thế này. Để có thể sử dụng cả hai giao tiếp này cùng lúc thì buộc một trong hai giao tiếp phải được lập trình bằng phần mềm giống như là IHC cho chip AD59501 công cụ hỗ trợ phần cứng SSD, đúng không? Sau này cho phép mình dùng lựa chọn cái giao tiếp SPI cũng giao tiếp tốc độ cao để hỗ trợ phần cứng, thì cái phần cấu hình như là CD dài một dòng chip là 18F và 30F. Chúng ta có các lựa chọn như sau: CPK bằng 1 và CKE bằng 0. Và lựa chọn cái này. Đây là chúng ta thêm vào cốt này. Để chúng ta thêm vào cốt cho nó. Tab tiếp theo là cái tab timer. Timer thì tab này sẽ nó sẽ liệt kê các bước đếm đích thời có trong một bit, timer 0, timer 1, v.v. Thì trong các lựa chọn cấu hình trong bước đếm đích thời có trong nguồn xung đồng hồ. Tổng nguồn số 1 đây. Bạn chọn tham ai và chọn khoảng thời gian sẽ trả, đúng không? Chọn tham lô 1, chọn tham lô 2, đây. Chọn số đồng hồ, đây. Các bạn chọn timer 0 cho nó, chọn thoải mái. Đây ta lưu ý là có chọn cái tab timer nó cấu trúc như thế. Còn cái các bạn hỏi cái PIC CCS timer nó như thế nào, thì cái PIC CCS timer này là lựa chọn cho cái timer 3. Ở đây nếu mà các bạn lập trình phức tạp hơn, các bạn có cốt ở đây, bạn đưa cốt vào dùng để nâng cao. Và cái tab analog, tab analog là cái tab để liệt kê các lựa chọn cho bộ chuyển đổi tương tự về số ADC của bit, tùy vào từng DC cụ thể có các lựa chọn khác nhau, đúng không? Ví dụ là lựa chọn cổng vào tương tự, chọn chân điện áp lấy mẫu, đây, chọn chân điện áp lấy mẫu. Chọn cổng ngoài tương tự, chân điện áp lấy mẫu, đấy. Rồi các bạn chọn phân giải cho nó, các bạn có thể chọn độ phân giải cho nó, đấy. Từ 8 bit thì bằng 0 cho đến 2. Nếu mà các bạn để là 8 bit thì các bạn chọn là 0 đến 255,
10 bit thì chọn từ 0 đến 1023. Đây này, bạn chọn chế độ không giảm này, 8 bit thì bằng là 0 cho đến 255. Còn 10 bit thì bạn chọn 0 đến 1022, okay chưa? Các bạn chọn cho nó là nguồn chung đồng hồ, nguồn chung đồng hồ cho bộ ABC trong bộ ngoài. Bạn chọn bất kỳ, từ đó ta có thể tính được cái tốc độ lấy mẫu, nguồn chung đồng hồ ABC là trong ngoài. Từ đó thì sẽ xác định được tốc độ lấy mẫu. Khi không nhìn chung bộ ADC thì ta chọn lên tab tiếp theo là tab order. Thì tab này cho phép ta thiết lập các thông số cho bộ kép user này, thiết lập thông số cho nó. Ở đây là có là kép user là bắt chữ này, là bắt chữ để bắt chữ thì nó là ta phải chọn bạn chọn bạn xung và sử dụng vi sinh A D G E và theo trường hợp giữ sau một là một là bốn là 16 số, đúng không? Ta cho bắt chữ sau một bốn là 16 số. Đấy. Thì chúng ta copy cái giá trị tham mẫu ít và anh em nữ CCCB x sau một là 14 số. Cái tab thứ hai là tab control so sánh. Tab này có thể có các lựa chọn thực hiện việc thực hiện lệnh sau khi xảy ra bằng giữa hai đối tượng so sánh giá trị tham mơ một với giá trị lưu trong thanh ghi để so sánh, đúng không? Tab này có vai trò là so sánh. Chúng ta đang ghi là so sánh. Chúng bao gồm là việc thực hiện ngã và thiết lập mức không còn
lợi thực hiện ngắt và thiết lập ở mức 0, thực hiện ngắt và thiết lập ở mức 1, thực hiện ngắt nhưng không thay đổi trạng thái của chân PIC, hoặc là nó đưa sang 1 về 0 nhưng không thay đổi trạng thái của chân, đúng không? Nó gồm có 4 cái trình tự như thế, gồm thực hiện ngắt, cuối cùng là phần tìm hiểu, đó là cái tác induction. Cái tác này là cho phép ta lựa chọn nguồn ngắt mà ta muốn sử dụng. Cho phép lựa chọn nguồn ngắt sử dụng và tùy vào PIC mà số lượng nguồn ngắt khác nhau, bao gồm là ngắt ngoài, ngắt ngoài trong mô hình không, ngắt RS232, ngắt tham mô 1, ngắt tham mô 2, đúng không? Còn cái tab mà driver thì tab này dùng để thank you.